Ôi, bỏ luôn anh đấy. Thấy chín bị éo ó. Làm téo nên là chín bị éo ó. Đẹp bấy, phát cầm tao mà ó. Phát cầm khéo mà lằng vãi ó. Còn mới ra, ăn được chị nữa. Cháu rất xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên cho cháu Lực xin được gửi một lời chúc năm mới tới tất cả các bác, cô chú anh chị đang theo dõi ở trên kênh Bản Em. Một cái sức khỏe thật là dồi dào. Hôm nay thì nhà cháu Lực có làm tết niên và cũng có các em là xuống luôn cô bác. Đây trước mặt là các bác thì gồm có là em Quân này, em Sử và em Hải nữa. Còn em Cương thì vừa rồi cháu Lực điện nhưng mà điện chưa bao rồi. Đấy, Quân thì vừa rồi là đi xuống cùng anh Sử luôn à? Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà và chú chị ạ. Rồi, đấy Quân là bây giờ đang làm gì Quân? Em vừa gọt vỏ khoai tây xong. Gọt vỏ khoai tây đúng không? Đấy, đấy còn anh Sử, vừa rồi chắc Sử là cũng gọt đúng không? Rồi. Xin kính chào quý ông bà và chú anh chị. Rồi, đấy còn em Hải đây đúng không? Đấy. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà và chú anh chị. Đấy rồi, đấy bây giờ thì mấy anh em phụ nhau giúp anh với lại giúp thêm các bác nữa làm nhá. Đấy, em Hải thì là nhỏ tuổi hơn thì em ấy chịu trách nhiệm là rửa bát cô bác ạ. Hôm nay mà nhân tự, hôm nay hồi sao ạ? Đây, Sứ này lấy cái củ kia ra đây để rửa nó đi. Đây, để một tí nữa anh em mình nấu canh xương ở đấy. Đấy, hầu như thì các bác gần nhà cháu Lực thì ai ai cũng đều là mặc trên mình những cái bộ mà truyền thống dân tộc Nùng cả cô bác ạ. Đấy, còn là phần phía bên trên thì là các chú với lại thêm là em của cháu Lực nữa là đang chế biến một chút thức ăn. Đấy, như hai anh em Hải Sử biết nhà cháu Lực rồi cho nên là khi mà cháu Lực điện cái là cũng biết là tự về luôn. Hôm nay thì đi xuống thì có bảo ông không? Có ạ. Có à? Bảo ông là đi xuống nha anh người à? Đây rồi, bây giờ thì lấy lên trên rửa cả củ kia đó Sứ ơi. Em rửa cả cái củ cải kia nữa. Đấy, rửa củ cải xong là mới bê lên trên để các anh thái. Một tí nữa thì Sử với Quân là đi vào thái luôn nhá. Đấy, như nhà của Quân thì nếu mà nhà của em Sử ấy, thì cô bác con theo dõi được những thức phim thì cũng đã biết rằng là cháu Lực cũng đã lên gọi là mọi cái thì xong hết rồi và tân gia thì cũng xong hết rồi. Đấy, hôm nay thì được nghỉ Tết chưa? Dạ. Được nghỉ Tết rồi à? Rồi, em Hải thì phải nói là cũng rất là ngoan của bác ạ. Đây cùng anh Sử rửa cái củ cải kia nhá. Đây đi vào bên này xem là Quân là đang chế biến thêm món gì đây. Hai anh em đang chế biến món gì đây? Đem. Đây là thịt chiên. Đấy, Quân là sẽ đảm nhiệm là áp trao nhá. Chào kêu nhỉ. Chào nó nữa. Chào nào Hương, biết chào không? Chào con có bà đi. Chào nữa. Con chào các ông có bà. Chào nữa. Rồi, đây đây là con là hàng xóm của bác ạ. Đấy, con của anh trai với hàng xóm. Cái củ cải này chắc mang lên trên để thái thôi nhờ. Chào đến đấy. Lâu Vương, củ cải này chắc đem lên trên để thái thôi nhờ. Đây kia thái rồi nhờ. Củ cải ấy, cái củ này. Ok. Quân anh nhấc cái rổ lên trước đi. Đây đổ hai chậu với nhau. Đấy. Đổ đi vào nhau hết để một tí. Đây. Con này nó bọc một phần rồi. Cả bên nào ông ơi. Này nó bọc rồi. Đấy, đấy là được rồi. Đấy, bây giờ thì đem xử là cùng lên trên để Quân thái nhá. Đấy, Hải đi lên trên nhà đi. Đấy, bây giờ thì còn việc gì nữa không nhỉ? Hải đi còn việc gì nữa không? À, bây giờ đây xem là cùng anh kia để mà nấu cơm nhá. Rồi. À, mấy anh em thì là mỗi người làm một việc các bác ạ. Đây còn trước mặt các bác thì là mẹ của cháu Lực cô bác. Mẹ cháu Lực thì năm nay cũng được là hơn 50 rồi. Ở trên mẹ của cháu Lực thì vẫn còn mặc là những cái bộ truyền thống của dân tộc Nùng đi. Mẹ nói chào các bác đi. Chào các bác. Rồi.
Đấy, hai sự quân ra bên này một chút để hai anh em cùng thái với nhau. Đây có thêm cái thớt này này. Đấy, thịt lợn này là lợn Tết đúng không bác ạ? Thịt lợn này thì là mẹ cháu Lực nuôi là được hơn một năm rồi. Bác thì đang thái ớt để một tí nữa làm nước chấm. Bác thì biết nói tiếng phổ thông một chút đấy nhỉ bác nhỉ? Bác nói chào bác. Chào. Các bác ông bà. Đấy. Còn đây là anh trai của mẹ cháu Lực của bác ạ. Là cháu Lực cũng gọi bằng bác luôn. Bác thì đang chào ạ. Chào các ông bà đấy, bác nói chào các ông bà. Đấy. Chào các ông bà nhá. Đấy. Hôm nay thì cũng là ngày mà sắp đến gần Tết rồi các bác ạ. Ai vừa rồi thì cũng xẻ thịt, thịt này thì là thịt lợn mẹ cháu Lực tự nuôi, vừa rồi cháu Lực nói. Hả? Cũng thái ra như nhau thôi. Như nhau không? Nhà của cháu Lực thì bố mẹ cũng làm bằng cái nhà mà đổ bê tông, nhưng mà thuộc dạng là cái nhà sàn đó các bác, hình thù là cái nhà sàn, nhưng mà vẫn chưa đi vào hoàn thiện cả. Nga bên đây, Nga bên đây nọ. Nga chẳng đâu bên đây nọ. À, Nga bị trao qua. Rồi. Còn Sử với lại Quân thì hai anh em cũng rất là nhanh nhẹn và rất là đậm đà. Các bác Sử thì phải nói là người là anh cả. Sử đi xuống lần này xuống nhà anh là lần thứ mấy rồi nhỉ? Xuống nhiều rồi đúng không? Xuống nhiều là cũng không nhớ nữa rồi cô bác ạ. Ở đây thì cái củ mà khoai tây của bác này thì lấy mua ở chợ về, còn cái củ củ cải thì là tự trồng được, nhà cháu Lực tự trồng, mẹ cháu Lực là tự trồng ở bên kia một chút. Cái còn ở đây thì số thịt còn lại thì sẽ để mà treo góc bếp của bác để một tí nữa, và các bác sẽ cùng với lại bố cháu Lực là ướp thêm là một chút hạt dổi mắc khén vào là để treo các bếp. Anh mới để chuẩn bị cho nó dân. 8 chùng, 4 chùng. Mới nay. Ơi, nhìn hết quá còn mấy gì nữa kìa. Với lá chẳng. Ai, Quân mới, ô hải nó gì phạt. Cho nó to to em một chút, Quân này. Cho nó to to. Cho nó to to, đấy, cho như Sử này. Cái Sử làm này là đúng rồi. Đấy, cho to to như Sử này. Thì một tí nó sẽ không có bị nhừ nhanh ấy. Mình cho càng nhỏ thì tí nó càng nhừ nhanh. Ở đây thì những cái bữa cuối năm là như này thì cháu Lực cũng mong sao là khi mà các em ở nhà không có làm việc gì nữa các bác thì sẽ gọi các em là đi xuống nhà cháu Lực luôn. Đấy, thứ nhất là hộ cháu Lực để mà làm, và thứ hai thì xuống thì cũng gọi là biết nhà biết cửa. Trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực tiếp xúc với các em thì cũng không phải là một cái quãng thời gian mà ngắn nữa, mà một quãng thời gian mà rất là dài rồi. Như nhà em Quân thì hiện tại là cái phần tiền quý của bác, cháu Lực chưa thể mà dám vào thực hiện ngôi nhà. Thế nhưng còn như anh nhà em Sử thì cũng đã xong rồi cô bác ạ. Đấy, đợi tầm qua cái Tết Nguyên Đán này cháu Lực sẽ vào công khai tài chính của nhà em Cương. Đúng rồi, trong chồng phải mình nhỉ? Ồ, đúng rồi, chồng mình có đấy, đấy bây giờ hai anh em xem là cái xương ấy, xương mà lấy các bác lọc ra ấy thì là đấy, lấy dao to nhá. Đấy. Cái xem ơi, một trăm, cái xem một trăm cái gì bán vậy? Nè. Ừ. Đây một chút nữa mình nói với cành xương. Cứ cho nó to to ra một tí, cành xương ấy. Không bị em à. Cái giúp cắt tân này. Nó bị cứ là ép cắt phân rồi. Đừng có dễ. Ôi, ba mà, ông chồng thức quả mà, eo nưới mượn còn mà.
và tốt và tốt liềm ạ. Đấy, để riêng nha, một tí mình xào mình đảo qua xương á. Ở dưới nhà đấu lực thì cũng không thể thiếu được cả những cánh đồng ruộng mà bậc thang cả cô bác. Hầu như là bà con ở trên vùng cao thì đều có những cái thửa ruộng bậc thang này cả. Và cháu Lực thì năm nay trồng thêm là chỗ này này, 1, 2 này, còn hai cái thửa dưới thì của nhà là của nhà bác bên dưới cô bác ạ. Bác nhà bên dưới. Đấy, bây giờ thì xin mời các bác cùng đi vào nhà của cháu Lực cô bác, và cháu Lực sẽ giới thiệu thêm một chút nữa. Còn đây chào là các bác cháu của cháu Lực cô bác ạ. Đây là con của em gái ấy. Nào, ăn chào xong đi. Chưa? Chào em. Ăn xong, ăn đã. Lau tay lau miệng đi, xong khoanh tay vào. Nhá, ăn hết đã. Rồi đứng dậy đi. Đứng dậy. Đấy, đứng dậy. Này 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 này, chào. Đứng dậy, chào, đi chào, nào. Chào nào. Các bác. Con chào các ông các bà. Rồi. Được có hơn 2 tuổi cô bác ạ. Sợ ơi cô bác. Em thì rất là sợ cháu Lực. Nhà thì không thể thiếu được những cái cậu bạn nhỏ con này được. Đấy, ngồi đây xem tivi đi đây. Đây, chú giả điều khiển này. Biết bấm không? Thằng này được biết bấm rồi đúng không? Chú ở đây bên cầu cho nhau chứ. Chú ở đây phải bên cầu cho nhau. Đấy, bây giờ thì sẽ để cho anh em là cùng các bác chỉ biến một chút thôi bác. Đi vào bếp xem là ở dưới kia thì em Hải đang làm cái gì ở đấy. Hãy cho Lực cùng ghi hình lại một chút cái thước phim khi mà các em đi xuống nhà cháu Lực. Đấy cô bác ạ. Đấy, như Hải thì chịu trách nhiệm là xem củi à. Thế là mấy nữa là gần Tết là đi lại xuống nhà anh thêm một chuyến đấy nhá. Thì mấy anh em mình gọi bánh chưng nhá. Đi xuống nhà anh thì có ngại ngùng gì không? Không đâu à, xuống nhiều rồi thì bất ngại đi nhá. Đấy, xuống nhanh là không được ngại nhá. Cái Hải thì đang xem lửa đó các bác. Hải thì chính nghiệm là xem lửa bé nhất đấy. Hai người hai hai người mới được đấy, đấy khá là nặng đấy. Hôm nay thì con lợn Tết đó các bác, con lợn Tết để mà ăn Tết niên lên thì là cũng hơn một tạ một chút. Đấy, còn tủ lạnh thì cũng chỉ để đông một chút thôi, xong mà để mà mình làm thịt treo các bếp với cô bác ạ. Hôm nay thì cũng có các bác xuống hộ khá là nhiều. Đấy, cẩn thận nhá, không là tí ăn một mình ấy. Ở nhà cháu Lực thì cũng không có khác nhà các em là bao nhiêu cả cô bác, nhưng mà các em thì lại có một hoàn cảnh mà đặc biệt hơn. Đấy, cái chồng về quá đi. Đây này, đấy, rửa đây này. Đấy, Hải thì rất là nhanh nhẹn này cô bác này. Biết là các chú là các bác là dùng đến chậu rồi nha, cũng đi rửa luôn. Đây là chắc là một tí vớt ra thôi ấy. Đấy, bây giờ thì cho Lực cùng các em để làm một chút nữa thì lúc nào mà rảnh có thể tiếp tục ghi hình sau cô bác ạ. Bên kia thì em Sử với lại em Quân với lại cùng các bác với lại bố mẹ cháu Lực đang làm rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân, em Hải là đi ra kia để lấy một chút lá của cây đu đủ cô bác ạ. Lá của cây đu đủ thì mình làm canh đắng thì nó cũng là một cái vị, một cái bài thuốc.
À, bây giờ thì sang nhà bác để mà xin. Xin một chút. Tí nữa anh em mình ra đây chặt mía để ăn nhỉ. Chúng ta mía tầm à. Đi 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 theo bác ấy đấy. Còn chỗ này là cũng là ruộng của nhà cháu Lực này cô bác này. Qua Tết thì bố cháu Lực thì mấy cây để mà làm ruộng. Bây giờ thì đến mà để mà gọi là những công việc cày ruộng này cô bác này thì cháu Lực cũng biết làm đấy cô bác, không phải là không biết làm đâu. Thì thành ra là mỗi khi mà cháu Lực đi tới những hoàn cảnh nào thì cháu Lực đi gặp những cái công việc gì thì cháu Lực sẽ gồm mà làm luôn. Ở đây thì có mía đỏ này. Này ra bên này là Hải ơi. Đấy, đi đi này. Mía đỏ của nhà bác ấy. Mía đen ấy. Đấy, đi làm sao mình vào vòng bên kia. Đấy, đường này này. Đấy, ở kia có một cây kìa. Đấy, đi. Cái này thì còn là cây thủ công với cô bác ạ, chứ không phải là cây máy cày đâu. Cái vụ này thì sẽ không có để trồng lúa đâu. Cái vụ này sẽ để trồng đậu tương. Ở nhà bác cũng trồng khá là nhiều mía. Ở đây thì là bác anh em trong dòng họ thôi các bác ạ, chứ không phải là bác ruột. Ui, chắc là mình phải lấy cái gì cắt thì mới cắt được. Cao quá. Có cả hoa đu đủ được thôi các bác ở trên đấy. Tao phải thắng là tấm A. Ừ. Phải đợi bác lấy cái liềm để cắt thì mới cắt được. Hải thì chắc là không cắt đến đâu nhỉ? Hải thì cũng thân máy này phải lấy bấy rồi. Mà là đâu, ông mực hiệu. Dòng hòn hòn đấy ạ. Bây giờ chắc là cháu Lực phải nhảy lên cô bác ạ. Ở trên thì cháu Lực nhìn thấy là có cả hoa đu đủ được lên cô bác này. Nếu mà qua Tết mà các bác có nhu cầu và mua hoa đu đủ này thì có thể điện cho cháu Lực. Thì cháu Lực sẽ bảo với lại mẹ cháu Lực đi lấy lại xong là phơi khô lên. Hả? Hả? Đây nữa. Đấy, bây giờ thì cũng đã đủ rồi. Lát về tầm mấy? Hả? Bộ với ta. Tôi đang lát nữa. Đấy, để mà đi về làm canh đắng của bác thì ăn nó sẽ rất là tuyệt vời. Thế mà với lại quả đắng lợn với lại một chút gan. Đây đây thì cháu Lực đi nhà các em thì cháu Lực cũng coi các em như là một người em trai của cháu Lực luôn. Ở đây thì nhìn thấy nhà Hải đấy, nhà Hải nhỉ. Nếu mà ở chỗ nhà cháu Lực này có bác này, khi mà nhà hai anh em bật cái bóng điện năng lượng mặt trời ở bên ngoài ấy, thì là sáng ở nhất là cái vùng kia thì cháu Lực là nhìn thấy luôn. Tại ngôi nhà của cháu Lực ở thì ngôi nhà cũng khá là đầy đủ ở trong cô bác ạ. Gọi là khang trang thì nó cũng không là khang trang bao nhiêu. Vậy nhà của cháu Lực thì ở nhà làm nông với cô bác ấy, cho nên là vẫn còn là rất là nhiều đồ bừa bộn. Bố mẹ thì ở nhà thì cũng chưa biết là sắp xếp đồ đạc. Dưới nhà thì cũng còn khá là nhiều củi này thì đi lấy về để mà mấy nướng nấu bánh chưng ấy cô bác. Vậy bây giờ mang đi để mà đi rửa đi. Vậy bây giờ thì Hải là chủ trách nhiệm là rửa nhá. Quên. À. Thế nào á? Cho bác lại nào bác hết con cái gì. Hải thì cứ rửa hết đi, xong rồi một tí nữa các anh lấy được bao nhiêu thì các anh lấy nhá. Đây để mà ăn hết thì không có được ăn hết đâu. Hoa đu đủ được này thì nếu mà các bác mua hoa đu đủ được ngâm với lại mật ong thì cũng rất là tuyệt vời, cũng là một cái vị bài thuốc của bác. Thế bây giờ thì hiện tại là cháu Lực không thể gửi được mật ong với lại hoa đu đủ cho các bác nữa. Nếu mà qua Tết các bác có nhu cầu mà mua hoa đu đủ được này, mật ong này thì các bác gọi điện thoại qua cái số mà cháu Lực để trên màn hình thì cháu Lực sẽ gửi được cho các bác những cái món mà gọi là đặc sản trên khu nhà Lực. Tất cả những cái món đồ mà cháu Lực gửi cho các bác ấy, những cái mặt hàng ấy thì tất cả là đều hoàn toàn là tự nhiên cả. Đây,
vừa rồi thì cháu được cùng em Hải là đi lấy về cô bác này. Bây giờ thì bác sẽ làm thái mỏng mỏng ra, thì một tí nữa sẽ bỏ vào canh đắng với lại quả đắng của lợn đúng không bác? Cái lợn đen này thì quả đắng của nó coi như là mình làm một cái bài thuốc thì cũng rất là tuyệt vời cô bác ạ. Các cụ ngày xưa có câu là thuốc rắn, thuốc đắng thì giá tật. À, hôm nay thì xử là về là mỗi tội là không được mổ lợn thôi nhờ. Đấy, xử thì về các em từ trên nhà xuống của bác thì cũng khá là muộn. Nhà cháu Lực thì mổ cũng rất là sớm rồi. Vừa rồi thì sáng nay cháu Lực cũng có bận một chút việc nên là không có về nhà được để mà kịp mà mổ lợn, cho nên là cũng các bác thì cũng đã hộ nhà cháu Lực thì cũng đã mổ xong hết rồi. Vậy bây giờ thì bác đang thái nhỏ ra để một tí nó cho vào canh đắng. Quân thì ở dưới kia thì đang làm xong món gì rồi? Chưa, đang chưa? Nấu canh ạ. Đang nấu canh à? À, em mà lấy cái này đi bỏ xuống dưới cái nồi nồi thịt đấy. Đấy, cho nó có tí có dầu ăn một chút. Thế Hải thì lên trên ngồi cùng các em xem tivi đi. Bây giờ thì để việc để các việc khác để anh làm cho nhá. Đấy, ngồi kia xem tivi đi. Đấy, anh ngồi đây nhá. Đấy, muốn xem tivi thì xem phim gì thì mở ra nhá. Vừa rồi thì những công việc thì hầu như là mấy anh em cũng đã làm xong hết rồi cô bác ạ. Ở vườn là cháu Lực thì mẹ cháu Lực có trồng được một chút mía, cho nên là cùng các em ra để tỉa tỉa một hai cây làm sao mà nó không rậm rạp quá thì mía nó mới to được. Ấy con lợn này, lợn nhanh về tí để coi đấy. Đây nhà anh bác Chiêm cũng có lấy giống cây cho trồng này. Đây này, đây là cây mận này anh cũng to rồi. Rồi tầm 2 năm sau nữa là cũng có quả đấy. Đây còn mấy cái thửa ruộng này là bố Nhất Lực là làm để mà gieo mạ của bác ạ. Bây giờ những thửa nào mà mình trồng lúa thì bây giờ mình đã phải làm luôn rồi. Đây, cháu Lực cũng mong muốn là chia sẻ một chút cái thước phim lên trên dưới đấy, thước phim về cái cuộc sống cũng như là nhà cửa của bố mẹ cháu Lực đang ở hiện tại, là và cũng như là nhà cháu Lực cho tất cả các bác là cùng biết và cùng mẹ này thì em gái cháu Lực với lại mẹ thì cũng có trồng thêm một chút xà lách này, một chút rau này. Và chỗ này là cái vườn luôn. Cái bắp cải này thì có bắp thì nó có cuốn cuốn thôi, nhưng mà có bắp thì là chưa có. Đấy chả đi, xem là cây nào to to ấy. Xem cái cây. Cây này to này, đấy xem cây nào to, nhưng mà mình phải bỏ ra đâu nhá. Ừ, anh hỏi xử với anh Hải tại sao lại mình lại bó mình lại lấy buộc lại nó không bị đổ đúng không? Đấy em bỏ dây ra đi. Đây ở đây thì cũng có một là cái húng mà dầu thơm của bác này rất là dày, rất là sai luôn. Tỉa cái nào mà to nhất nhá, cái nào mà to nhất thì mình tỉa ăn chặt đi, còn cái nào nhỏ thì thôi mình không mình để lại đi. Ôi, còn một cái nữa mà, còn một cái nữa mới bỏ được. Đây này, đấy. Mấy búm này, những cái búm này thì chuẩn bị chặt gần hết rồi, cho nên là mẹ cháu Lực lại trồng thêm một chút nữa đây. Ấy, cẩn thận nhá. Đây, một người phải ôm nhá, đấy. Đấy. Đây, mình chặt tận góc một chút. Đấy, thời tiết thì đến mấy hôm nay thì phải nói là khá là ấm áp rồi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì sửa là buộc lại cho anh nhá. Buộc lại cho mẹ cho anh. Không phải nó bị đổ ấy. Buộc lại cho mẹ anh chứ không là tí mẹ anh về mẹ anh lại bảo là tại sao lấy mía lại không có buộc lại ấy. Mía là mình phải thưởng thức tại vườn luôn. Bây giờ ấy thì mới biết là độ ngọt của nó như nào phải không?
về nhà là hết là mình thưởng thức là hết rồi. Chặt chặt đến đây nhá, từ từ nhá, chặt đến đây. Xong này chặt lá này. Đấy, chặt đến đây. Đấy bây giờ em hộ anh chặt lá nó ra để ngâm ngâm vào đây để mai là mẹ anh cho tiếp. Lên lên cao đi, lên cao rồi. Đúng không? Đây bỏ vào đây. Ngâm vào trong nước kia. Đấy, rút đầu xuống. Đấy đúng không? Đấy, xử thì rất là giỏi. Đấy còn là bây giờ thì mình thưởng thức ở tại vườn luôn thì nó mới ngon được. Đấy chặt khúc đi. Đấy. Đấy thì tí mình mang về cho Châu. Đấy bây giờ mình ngồi đây luôn. Đấy thưởng thức tại vườn luôn thì nó mới ngon được. Đấy thưởng thức ở đây luôn. Đây làm một cây cho mình thưởng thức xem là cái độ mà ngọt chưa, nếu mà ngọt thì một tí nữa mang về. Đấy cái đoạn dứa dứa này thì ăn nó mới là nhiều nước. Cái đoạn đoạn đấy để lại, đấy, hải đoạn để lại, đoạn này thì nó nhiều khúc quá, ăn nó cứng, mình để lại đây. Đấy mình làm xong khúc, một khúc rồi thì mình đi về nhá. Đấy mía này thì hầu như là các bác ở đây thì nhà nào cũng trồng ô bác, cho nên là có rất là nhiều. Nhà em sửa em Hải thì không có trồng, thành ra là không có. Đấy đưa cho anh một khúc nào, mấy anh em mình thử luôn. Đấy, Quân thì vừa rồi thì đi vừa rồi thì đi về không biết là làm gì có bác ạ, bảo là có cái hữu nghiệm sao ấy. Một tí thì em mới quay lại. Một tí thì em quay lại thì không có đem theo cái chuyện gì mà chuyện gì cả đi. Là cái niềm vui. Mía này khá là ngọt đấy. Mía này thì cái độ giòn của nó cũng khá là giòn các bác ạ, nó cũng không cứng mấy. Ngon nhỉ? Dạ. Có đem về nhà trồng không? Trên đấy cao trồng được đâu. À, trên đấy cao trồng không được đâu đúng không? Dạ. Ở mỗi nơi là một khí hậu sao á. Sử hộ anh vuốt 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 như sử đi. Hộ anh tách tách, mấy cả Hải nữa đấy. Cho anh xử mút mút cho. Đấy trời chắc được rồi. Đấy mình thưởng thức một chút rồi. Thật sự ra mía này thì là chỗ Lực cũng thưởng thức là lần đầu tiên cô bác ạ. Thưởng thức tại vườn một chút rồi thì về nhà sau. Ở cái nhà chó Lực ở hiện tại của bác này thì không có ở gần đường mấy. Đường bê tông thì ngày nằm ở đây và đi một đoạn đi xe máy từ đây ra kia độ tầm là 200 m. Chị tôi biết tư. Chị tôi gì nào? Nóng ấy à sư nhỉ. Nếu mà đem về trồng thì bảo nhá, tức là trồng được ấy. Đấy bây giờ thì mấy anh em sẽ ăn mía một chút đó cô bác ạ. Rồi thì một tí nữa về nhà cho được xé ghi hình sau. Đấy vừa rồi thì mấy anh em cũng đã tỉa xong một cây mía rồi cô bác. Bây giờ thì sẽ phải về nhà xem là có việc gì để mà làm được không. Đây thì dâu này thì hầu như là toàn là được làm em gái của cháu Lực trồng là nhiều. Mẹ cháu Lực thì chỉ là chăm bé giúp cho em thôi. Nếu mà ở đây là nhìn thấy nhà của Sử là nhìn ở nhìn lên trên kia là nhìn sáng lắm Sử ạ.
có hai cái bóng đèn ấy, nhà có sử thì thưa các bác là được nằm ở kít trong chỗ đang có sương mù nhiều quá, thế nên là không có nhìn được. Đấy, còn cái lá này cô bác này thì cũng rất là độc hại, nhưng mà mẹ cháu được trồng là để mà nhuộm vải ấy. Cái bà con dân tộc Nùng thì không thể thiếu được những cái bộ truyền thống dân tộc Nùng cả. Đây ở phía cửa sổ kia thì bố cháu Lực cũng chơi một con chim. Em rể cháu Lực cho nha. Đây còn phía bên kia là một cái ao, hôm nọ thì bác chiêm ra thì mấy anh em cũng đã đi vét một chút. Đây chuồng trâu thì ở phần phía bên kia của bác ạ. Nó phát này phát này lấy nào bà lên. Đây bố của cháu Lực thì năm nay cũng được là hơn 50 tuổi rồi các bác. Bố chào các bác đi. Chào. Chào bác. Đây, bố của cháu Lực thì cũng chỉ biết là nói tiếng Kinh một chút thôi các bác ạ. Đây, trước kia thì ông bà nội là gia đình cũng nghèo ấy, cho nên là chú chỉ học đến lớp 1 thôi. Đây, cái lư này thì là để mà mình đập lúa ấy các bác ạ, cái này ấy. Đấy, còn ở phần phía bên ngoài thì bây giờ bác đang làm một chút lế, gọi là trong một thời gian qua mình đã nuôi được một con lợn để mà lớn các bác. Đấy, khi là mình vẫn phải nói một chút. Rồi bây giờ thì em Sử với lại thêm em Hải cộng thêm là một người em của cháu Lực nữa thì sẽ chịu trách nhiệm là thêm gọt hoa quả. Đây ở đây thì chỉ có thái cam ra thôi. Thái xong rồi nào, Hải xếp vào đây. Hải ơi, xuống xếp vào đây. Cắn cả cái ly này. Cắn gì tiếp? Bún nấu phân cát dài. Ủa đây bố cắt thôi á, chỉ được phải phỏ ban nổ. Bố hơi liếm lít chứ nó ngại mà phải bạn phải làm là cắt cái lớp mà cắt chụp mới hơn bạn chứ chính ngại. Liếm lít á? Ừ. Liếm cầu nên bạn ấy tập lo hồ này bố. Đấy, không bàn đi, chính ai vậy? Ủa, tốt tờ đi không ạ? Đấy, chỉ nữa mà bác. Nên mình lái cho mày, chỉ nên bắn đi tắt. Ủa, lấy lá chúng ta đưa nó bằng này á. Đây, Quân thì có cả sách cả quà nữa này Quân. Quân rất vàng anh. Đang hỗn loạn một thứ trong đây còn à? Bác nói bác trêu ấy. Đây bây giờ thì bác của cháu Lực đang làm một chút về cái tảo lý này các bác này. Đây, theo là cái phong tục Nùng thì sẽ phải là nói một chút đấy các bác. Đấy thì ở bên ngoài thì các bác những cái bậc mà cao tuổi ấy thì sẽ phải là phải ăn trước một chút thì một tí nữa mới được ăn. Phải cắt cứ cho nhiều vào một chút đi, tí nữa mình đỡ phải cắt nhá. Có vẻ cam này cũng khá là nhiều nước đấy nhờ. Mới thái độ tầm thêm độ tầm 5-6 cái nữa là ok rồi. Quân thì vừa rồi là đi về nhà. Vâng ạ. Đó. Quân thì vừa rồi là đi về nhà là kèm theo là mua thêm một gói quà nữa, không bao. Mặc thò mi, dù đi tù, đó, dù bắt nạ, hào hình, dù bắt nạ phép. Thế bây giờ thì sẽ để cho các em làm đã, chắc là các bác cũng phải là bày mâm đó các bác ạ. Một tí nữa thì các bác hàng xóm mà sẽ ra cùng ăn cơm, hôm nay thì cũng gọi là không có khách gì cả. Kiểu các bác hàng xóm là ra. Sao làm thì mới nó ở đây liền. Và hiện tại các bác hàng xóm thì cũng đến khá là đông đủ của các bác ạ. Bây giờ thì sẽ chuẩn bị là cùng các em và ăn cơm thôi.
Đấy, ba anh em thì sẽ ngồi gần nhau luôn. Hôm nay có thấy đông người không? Có ạ. Có à? Thế như nhà các em chỉ có là hôm mà tân gia thì mới là đông người thôi. Thì Linh Ấn đâu đây? Hả Linh Ấn này hả? Ấy, lúc nào cũng chín không, chín không hả? Đại, đá ơi, đi ra. Năm xe hả mày? Dạ, đâu hả? Ấy, bắt cơm đi Tuấn. Bắt cơm Tuấn. Con nhập vẫn nói tăng lắm. Ngồi đi khẩu vào thùng một phay ạ, đi bùn nhau ạ. Đấy, bây giờ thì chuẩn bị mà ăn cơm nhá. Bây giờ thì Hải là bé trước, thì Hải đã làm thủ tục nhá. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm này. Rồi. Rồi. Bây giờ thì cháu Lực cùng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là cùng đại gia đình cháu Lực ăn cơm của bác nhé. Hiện tại thì có độ tầm là có 3 mâm trước của bác ạ. Còn một tí nữa thì các bác là sẽ ra sâu. Đây thì hôm nay thì khi mà các em xuống nhà cháu Lực với cô bác thì cháu Lực cũng mong muốn là ghi hình lại một cái thước phim khi mà các em xuống nhà cháu Lực thì các em sẽ như thế nào. Đấy. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng đi vào bán cơm nữa cô bác ạ. Đây vừa rồi thì mấy anh em cũng đang cơm xong rồi các bác. Hiện tại thì các bác vẫn còn đang ngồi cho nên là chắc là cháu Lực với các em sẽ phải di chuyển đi về sớm thôi. Ở trên thì còn có công việc gì phải làm. Thế thì bây giờ anh em mình về thôi nhá. Đây bây giờ thì dạy xin phép các bác xong là về thôi. Đây từ từ đợi mẹ anh lấy quà cho đã. Phải đợi mẹ anh lấy quà cho đã. Sao rồi? Bỏ luôn mà này. Thấy bị éo hả? Làm thế hả nên là? Chìm bị éo hả? Nhập bấy phát cầm tao mà hả? Phát cầm khéo là lặng vã hả? Còn bây giờ ăn được chịu nhé. Đây vừa rồi thì mẹ cháu Lực cũng có cho các em là một gói quà để mà về trước khi đi về các bác. Thời tiết thì hôm nay khá là nắng nóng các bác ạ. Chắc là bây giờ cháu Lực cũng xin phải là kết thúc cái thức phim ở đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Đây bây giờ thì đi thôi. Quân thì vừa rồi là đi bộ lên thôi à? Hải đâu rồi? Hải ơi. Hải ơi. Đâu rồi? Quân ơi. À đây rồi. Đi về thôi. Đấy, bây giờ là đi về thôi nhỉ? Đấy, bây giờ thì trước khi đi về thì mình nói lời chào tạm biệt các bác cái đi, xong rồi đi về. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.